kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Tiếng Việt cho trẻ em vùng dân tộc thiểu số của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về việc thực hiện đề án tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025 tại trường mầm non xã Xín Chén, huyện Simacai. Nhưng trước khi đến với nội dung này, như thường lệ, sẽ là mục Em yêu tiếng Việt với câu chuyện cổ tích Cậu bé Tích Chu do em Giàng Ngọc Linh, học sinh lớp mẫu giáo 5 tuổi, trường mầm non xã Xín Chén thể hiện. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Cháu xin kể câu chuyện Tích Chu. Câu chuyện Tích Chu có một cậu bé tên là Tích Chu. Bố mẹ Tích Chu mất sớm. Tích Chu phải ở với bà hàng ngày. Bà phải làm việc vất vả để kiếm tiền nuôi Tích Chu. Có thứ gì ngon, bà cũng nhường cho hết cho Tích Chu. Một hôm, bà bị ốm, bà lên cơn sốt. Bà khát khô cả cổ rồi. Bà gọi Tích Chu ơi, cho bà hụm nước. Bà khát khô cả cổ rồi. Bà gọi một lần, hai lần, rồi ba lần. Nhưng vẫn không thấy Tích Chu vẫn đáp lại. Đến khi đói bụng, Tích Chu mới chạy về nhà. Bà hoảng hốt khi thấy bà đã hóa thành chim. Bà ơi, bà đi đâu thế? Bà ở lại với cháu. Cháu sẽ đi lấy nước cho bà. Không kịp nữa rồi Tích Chu ơi, bà phải đi đây. Nói rồi chim bay đi. Tích Chu vội chạy theo hướng chim bay. Đến một cơn suối, Tích Chu gặp bà tiên. Bà tiên nói cháu muốn bà cháu trở lại thành người. Cháu phải đi lấy nước suối tiên về cho bà uống. Được uống nước suối tiên, bà đã trở lại thành người. Từ đó, Tích Chu hết lòng yêu thương bà và chăm sóc bà. Câu chuyện cháu kể đã hết rồi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa được nghe em Giàng Ngọc Linh, học sinh lớp mẫu giáo 5 tuổi, trường mầm non xã Xín Chén kể câu chuyện cậu bé Tích Chu rất rõ ràng, mạch lạc và truyền cảm. Sự mạnh dạn tự tin của em Giàng Ngọc Linh đã phần nào nói lên hiệu quả của việc thực hiện đề án tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học, vùng dân tộc thiểu số tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025 tại trường mầm non xã Xín Chén, huyện Simacai. Để biết đề án này đã được các thầy cô giáo ở đây triển khai thực hiện như thế nào, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau. Vượt hơn 100 km từ thành phố Lào Cai, chúng tôi đến với trường mầm non xã Xín Chén, một ngôi trường thuộc xã đặc biệt khó khăn của huyện Simacai. Gần 100% học sinh là người dân tộc thiểu số, nên việc bất đồng ngôn ngữ giữa cô và trẻ đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến việc chăm sóc giáo dục trẻ. Ngoài ra, địa hình phức tạp cũng khiến việc đi đến lớp học của trẻ mầm non còn gặp nhiều khó khăn. Mặt bằng kinh tế của người dân còn thấp, chủ yếu làm ruộng, làm nương. Một số phụ huynh chưa nhận thức được rõ về tầm quan trọng của việc dạy tiếng Việt cho con em mình có tác dụng cần thiết như thế nào đối với việc nhận thức và hình thành nhân cách của trẻ. Để trẻ có thể sử dụng tiếng Việt trong quá trình học ở lớp là công việc rất nan giải, nhất là nhóm tuổi nhà trẻ. Vận động phụ huynh cho học sinh đến lớp đã khó, nhưng để duy trì việc trẻ đi học chuyên cần lại càng khó hơn. Học tiếng Việt đối với trẻ cũng giống như học ngoại ngữ, nếu không được tiếp cận liên tục và ôn luyện sẽ rất khó sử dụng phổ biến. Đứng trước những khó khăn như vậy, trường mầm non xã Xín Chén đã đưa ra nhiều giải pháp linh hoạt, sáng tạo trong triển khai tăng cường tiếng Việt cho trẻ dân tộc thiểu số ở đây. Nhà trường luôn quan tâm xây dựng môi trường giao tiếp tiếng Việt, chú trọng cho trẻ tập nói tiếng Việt trong hoạt động phát triển ngôn ngữ và lồng ghép tích hợp mọi lúc mọi nơi, lựa chọn nội dung phù hợp với đặc điểm vùng miền, tâm lý lứa tuổi. Đặc biệt, để giúp trẻ khi mới ra lớp có thể hiểu được những gì cô nói, phần lớn các cô giáo của trường đều biết nói tiếng Mông để hỗ trợ trong quá trình truyền đạt tiếng Việt cho học sinh. Ngô này,
Đây là một giờ học tăng cường tiếng Việt qua dạy học song ngữ cho trẻ lớp mẫu giáo 5 tuổi A, trường mầm non xã Xín Tráng, bằng cách sử dụng cả tiếng phổ thông và tiếng Mông, tiếng mẹ đẻ của trẻ để giảng dạy đã giúp trẻ vượt qua những rào cản khó khăn về ngôn ngữ. Có thể thấy trong suốt tiết học, cô giáo nói tiếng Việt và chỉ khi nào trẻ không hiểu một từ nào đó thì cô có thể dùng chính thứ tiếng mẹ đẻ của trẻ để giải thích lại cho trẻ hiểu. Vừa rồi thì Hạnh đã được cô giáo dạy cho Hạnh về các loại củ quả đúng không? Các loại rau đúng không? Đúng. À thế Hạnh được cô giáo dạy các loại rau gì nhỉ? Rau bắp cải. Cái gì nữa? Củ cải trắng. Bắp ngô. À bắp ngô đúng không? Ừ. Thế được đi học về các loại quả này. Thế ở nhà Hạnh thì có các loại rau và các loại bắp với lại củ này không? Có. À thế nhà cháu có nhiều không? Có. Thế Hạnh có thích ăn các loại rau củ quả đấy không? Có. À thế à. Thế đi học đến trường này được học rất là nhiều điều thú vị như thế này thì Hạnh có vui không? Vui. À thế Hạnh có thích đến trường không? Có. À thế có đi học đầy đủ không? Có. Cái điểm này là cũng được cái lợi là thực hiện cái chương trình song ngữ. Nên là nếu mà trẻ không nói được hoặc là không hiểu được thì mình giải thích cho trẻ bằng cả hai thứ tiếng. Đấy, bằng cả hai thứ tiếng. Và khi mà những cái từ mà trẻ không nói được chuẩn ấy thì mình sẽ dạy cho trẻ nói nhiều lần vào trong tất cả các hoạt động chơi này, các hoạt động học này ở trong ngày. Thì qua nhiều hoạt động như thế và qua một thời gian trong một học kỳ thì học sinh nói được chuẩn hơn, nói được to, nói được rõ ràng. Và qua những cái hoạt động đấy thì học sinh tự tin hơn và mạnh dạn, nhất là cái giao tiếp với người lạ và giao tiếp với lại người nước ngoài. Đấy, trẻ rất là mạnh dạn. Dạy học song ngữ dựa trên tiếng mẹ đẻ cho trẻ tại trường mầm non xã Xín Tráng đã góp phần tăng cường nhận thức cho trẻ, giúp trẻ có thể học tốt hơn ngôn ngữ tiếng Việt. Biết dùng từ tiếng mẹ đẻ thay cho một số ít từ tiếng Việt bị quên và khi được gợi ý thì trẻ nhớ lại ngay và trả lời đúng yêu cầu của câu hỏi. Đặc biệt, khi trẻ học đến mẫu giáo 5 tuổi thì cô giáo dường như không phải sử dụng tiếng mẹ đẻ của trẻ nữa mà hoàn toàn là sử dụng tiếng phổ thông. Hiệu quả mà cái chương trình song ngữ mang lại là cái thứ nhất là học sinh mạnh dạn, tự tin trong giao tiếp. Và cái thứ hai nữa là học sinh thì tỷ lệ đi học chuyên cần của học sinh cũng cao hơn. Và khi mà giao tiếp với cô thì các cháu mới đến trường thì các cháu chưa biết tiếng Việt ý, thì các cháu được các cô nói bằng tiếng địa phương thì các cháu cũng hiểu dễ hơn và tiếp thu được bài học nhanh hơn. Bên cạnh đó, để triển khai đề án, nhà trường đã đẩy mạnh công tác truyền thông, phổ biến về mục đích, ý nghĩa và sự cần thiết của đề án nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp ủy đảng chính quyền địa phương, cộng đồng và đặc biệt là tuyên truyền đến cha mẹ học sinh về ý nghĩa quan trọng của việc tăng cường tiếng Việt cho trẻ em dân tộc thiểu số tại gia đình. Chúng mình nhớ là ở nhà là chúng mình phải thường xuyên nói chuyện tiếng Việt với các em này, nói chuyện với các con của mình ý, giao tiếp bằng tiếng Việt nhiều hơn nữa. Bởi vì là khi các con ở trường thì các con nói chuyện cùng với các cô giáo là bằng tiếng Việt hết rồi, nhưng mà khi về nhà thì bố mẹ cũng hạn chế nói tiếng dân tộc của mình thôi. Nên là để cho các con được mạnh dạn này và thường xuyên giao tiếp bằng tiếng Việt, các chị nhé. Vâng ạ. Các cô bảo là về nhà phải dạy các con nói tiếng Việt thì các con đi học thì mới biết nói ạ. Thì nói là con học lớp mấy, con bao nhiêu tuổi, thì con bảo là con học lớp 4 tuổi. Con học trường mầm non số 26 Xín Tráng. Con đi học về thì con đã nói tốt hơn rồi. Chính từ sự tuyên truyền phối hợp tích cực giữa nhà trường và phụ huynh, trong vài năm trở lại đây, nhận thức của phụ huynh đã được nâng cao rõ rệt. Đặc biệt năm học này, cứ mỗi tháng một lần, các phụ huynh lại đến trường để tham gia với giáo viên và trẻ làm đồ chơi, đồ dùng phục vụ học tập vui chơi cho trẻ. Qua đó tạo mối quan hệ qua lại giữa nhà trường và phụ huynh học sinh. Đó cũng là cơ hội để phụ huynh thêm gắn kết với con cái và nhà trường, hỗ trợ cùng nhà trường nâng cao chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ, tăng cường tiếng Việt cho trẻ một cách tự nhiên qua chính những câu chuyện, những hướng dẫn giữa cha mẹ và trẻ hay giữa cô giáo và trẻ. Đầu tiên nhá, bây giờ nhá, buồn dân lại với nhau này. Buồn dân lại với nhau,
hết cả. Đang bên người mình này, rồi mẹ này. Đấy, bây giờ con cần con làm đi nhá. Các cô giáo đi tuyên truyền ấy thì một tháng là chúng tôi cũng ra để giúp nhà trường để làm các hoạt động như là những cái dâm này chúng tôi có thể làm ra được những cái rổ này, những cái giỏ này là để tăng cường để cho trẻ chơi này, rồi đó để trẻ nhận biết được và phối hợp để trẻ có thể nói được tiếng Việt một cách tốt hơn ạ. Khi mà học ở trường và về nhà ở nhà thường xuyên là giao tiếp tiếng Việt cho trẻ thì tôi thấy là con đã học được rất là tốt ạ. Con mạnh dạn tự tin này và nói tiếng Việt rất là tốt mà không phải run sợ như trước nữa. Có thể thấy trường mầm non xã Xín Tráng đã khai thác và phát huy được sức mạnh của các nguồn lực, mà trong đó nguồn lực quan trọng được khai thác và phát huy chính là sự tham gia của cộng đồng, của cha mẹ học sinh và nguồn lực của chính đứa trẻ. Thông qua nhiều phương pháp giảng dạy tích cực, tăng cường tiếng Việt cho trẻ mọi lúc mọi nơi, trong mọi hoạt động đã tạo nên những hiệu quả tích cực trong thực hiện tăng cường tiếng Việt cho trẻ để trẻ phát triển các kỹ năng tiếng Việt một cách toàn diện. Qua đó, chất lượng giáo dục của trường mầm non Xín Tráng được cải thiện rõ rệt. Học sinh tiếp thu nhanh kiến thức, mạnh dạn và tự tin hơn, tạo sự hứng khởi cho trẻ khi đến trường. Tỷ lệ chuyên cần của nhà trường luôn được duy trì ở mức cao, gần 100%. Có nhiều trẻ đã thể hiện khả năng nhận thức, giao tiếp, sáng tạo và tưởng tượng tốt. Nhiều trẻ tự tin trả lời các câu hỏi bằng tiếng Việt với nội dung kiến thức toán và đọc truyện tranh khá lưu loát, cũng như mạnh dạn giao tiếp với tất cả mọi người xung quanh. Vị trường tôi thì sau khi thực hiện cái đề án tăng cường tiếng Việt này thì tôi thấy là các cháu thì cũng mạnh dạn tự tin và giao tiếp tốt, và cái các hoạt động của các cháu thì để nhận biết tiếng Việt thì được các cháu cũng như là linh hoạt hơn, cũng như là thông qua các hoạt động trải nghiệm thì các cháu cũng nhanh nhẹn và cũng giao tiếp tiếng Việt cũng rất là tốt và biết kể chuyện, kể câu chuyện hoàn chỉnh bằng cái tiếng phổ thông ấy, và các cháu cũng nhanh nhẹn hơn. Dù còn nhiều khó khăn, nhưng sự nỗ lực của các thầy, cô giáo, trường mầm non xã Xín Tráng đã và đang giúp hơn 400 trẻ dân tộc thiểu số trong nhà trường vận dụng tốt ngôn ngữ phổ thông, đảm bảo trẻ có kỹ năng cơ bản trong việc sử dụng tiếng Việt để hoàn thành chương trình giáo dục mầm non và chương trình giáo dục tiểu học, tạo tiền đề để học tập lĩnh hội tri thức của các cấp học tiếp theo, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc trẻ của nhà trường nói riêng, ngành giáo dục Lào Cai nói chung. Đến đây, chương trình Tiếng Việt cho trẻ em vùng dân tộc thiểu số của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.